và hôm nay là một buổi live sáng sớm à thì trong buổi live lần trước thì em cũng có cập nhật tình hình cho anh chị về thị trường và ngày hôm nay thì em like buổi sáng em biết là có thể là sẽ rất ít người xem nhưng mà em cũng dành thời gian để em like ha và những anh chị mình có thể là xem lại buổi phát livestream này thì ngày hôm nay thì em sẽ update Uh, tình hình uh, bitcoin trong thời gian sắp tới và có những dự án nào để cho anh chị có thể là nắm giữ. Tại vì ở thời điểm hiện tại anh chị thì anh chị thấy là anh coi tăng rất là nhiều nhưng mà có rất là nhiều anh chị uh, mình vẫn chưa biết lựa chọn để lựa chọn những cái đồng anh coi nào để mình vào hàng ha. Thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ cùng anh chị uh, nói về cái chủ đề này. Uh, thì uh, em sẽ chia sẻ màn hình uh, cùng anh chị update tình hình thị trường ở thời điểm hiện tại trước, rồi sau đó thì em sẽ cùng anh chị mình tìm những cái dự án anh coi nào mà có khả năng tăng trưởng trong thời gian sắp tới à rồi ok ha à, thì à, đây là à, chạc btc à. anh chị có thể thấy là ở thời điểm hiện tại thì btc đã nó đã thoát khỏi xu hướng giảm rồi à, và bây giờ nó nó đang trong xu à, hướng tăng thì à, cái target trong thời gian sắp tới thì em nghĩ là Bitcoin có khả năng đó là test lại cái đỉnh cũ một lần nữa trước khi nó tăng trưởng mạnh và phá cái đỉnh cũ lên tới trên 80.000 đô. À, thì có rất là nhiều những cái tin tốt ở thị trường diễn biến trong thời gian vừa qua. Thứ nhất đó là Fed giảm lãi suất đầu tiên ha sau một cái khoảng thời gian khá là dài tăng lãi suất, rồi cái tin tốt gần uh, sắp tới sẽ là CG sẽ được ra tù uh, sớm sau hạ sớm trước hai ngày uh, vào ngày uh, vào thứ sáu tuần này ha đó là những cái tin tốt thì anh chị cũng biết là CG có ảnh hưởng rất là lớn tới thị trường crypto uh, sau khi mà uh, ông ấy ông chịu đóng một cái khoản tiền phạt khá lớn để thương lượng với chính phủ Mỹ để để đi tù với... khá là ngắn uh, Ngoài ra thì uh, trong thời gian sắp tới thì sẽ có rất là nhiều những tin tốt bên cạnh đó có rất là nhiều những cái dự án uh, trong hệ sinh thái của Ton, uh, Listing giống như là Katizen và ngày hôm qua đó là Hamster Combat thì uh, thực sự á là có thể là hai cái dự án Europe gần đây nó không mang lại uh, cái sự uh, hào hứng quá nhiều cho cộng đồng nhưng mà nó kéo được một cái lượng user khá là lớn uh, để tiếp cận với thị trường crypto thì nhìn tổng quan quá thì mọi người sẽ thấy là uh, cái lượng user người mới để tham gia vào cái những cái tự game mà Tap To ơn ở trên Telegram rất là nhiều luôn và thậm chí là những cái người xung quanh em á là uh, ngay cả em đi ra ngoài đường thì em cũng thấy là rất là nhiều người họ bắt đầu họ biết tới những cái tự game Tap To ơn rồi à, hay là ở đi tập gym rồi cũng thấy là mọi người xung quanh mọi người cũng đổ xô nhau để 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 tham gia vào những cái tự game Tap To ơn đó là một cái tín hiệu rất là tốt À, để tiếp cận những cái người mới ở trong mùa này ha, à, đã tiếp cận rất là dễ, à, đó là mọi người chỉ cần là tham gia vào, à, mọi người chơi những tự game lít rồi sau đó là à, khi mà nó có irop thì đâu đó có vài chục đô thì mọi người bắt đầu là tìm hiểu về crypto, à, trong thời gian đó thì em nghĩ là à, thời gian sắp tới thì sẽ kéo thêm một cái lượng cực lớn à, về từ non crypto qua crypto ha, à, thì đó là những cái yếu tố để thúc đẩy thị trường tăng trưởng trong thời gian sắp tới và nó cũng có những cái yếu tố như sau là khi mà thị trường tăng trưởng á và có những cái uh, dự án tăng trưởng nhiều ít năm ít 10 thì nó sẽ uh, thu hút được nhiều người ở bên ngoài quan tâm tới thị trường này nhiều hơn tại vì trong suốt cái khoảng thời gian hai năm qua khi mà thị trường nó đao trend á anh chị thì hầu như là thậm chí là ngay cả những những anh chị ngay cả những anh chị mình đã biết tới crypto rồi mình cũng rất là chán nản tại vì mình không kiếm được tiền nhưng mà khi mà thị trường tăng trưởng á thì mọi người sẽ uh, nhớ lại cái cái khoảng thời gian mà khi mà thị trường uptrend nó như thế nào là anh chị chỉ cần là ngủ dậy là tài khoản nó tăng thì cái khoảng thời gian này nó cũng tương tự như vậy ha ngoài cái yếu tố là uh, telegram kéo được một cái lượng uh, non crypto rất là lớn uh, vào thị trường rồi thứ hai nữa đó là những cái dự án meme coin uh, những cái dự án lao cá uh, vốn hóa rất là bé thôi được listing trên bài nen à nó thúc đẩy uh, được những cái dự án đó tăng trưởng rất là mạnh. À, thì khi những cái dự án đó tăng trưởng mạnh thì uh, mọi người sẽ quan tâm tới uh, thị trường nhiều hơn và mọi người bắt đầu là mọi người uh, giai đoạn hiện tại á. Uh, thì bắt đầu mọi người đang cảm thấy là à mình cũng bắt đầu có tí tiền rồi nó nó có cái sự khác biệt so với là cái khoảng thời gian đau trên à. tại vì đau trên mình không kiếm được tiền nhưng mà bây giờ chỉ cần là thị trường tăng trưởng thôi nó kéo dài một cái khoảng thời gian đủ lâu thì mọi người sẽ cảm giác là ai ai cũng cảm giác là nhiều tiền nhưng mà giai đoạn hiện tại á, thì có thể là rất là nhiều những anh chị ngoài kia mình vẫn đang rất là rén tại vì mình không dám dám bỏ tiền vào nhưng mà chỉ cần thị trường tăng trưởng thôi ha thường là mọi người sẵn sàng đi vay mượn rồi bỏ tiền của mình vào khi mà thị trường tăng trưởng còn khi mà thị trường nó tạo đáy ha thị trường nó giảm thì chắc chắn là mọi người mang cái tâm lý là hoang mang lo sợ và mọi người không dám bỏ tiền vào ha đó là như vậy rồi thì cái view của btc ha view của btc nó nó là như vậy và view của em thì à, em dự đoán là trong thời gian sắp tới thì bitcoin sớm sớm nó sẽ phá, phá vỡ cái đỉnh cũ này thôi ha thì bây giờ em sẽ cùng anh chị à, tìm hiểu về những cái đồng ăn coi à, liệu rằng có xứng đáng à, cho mình gom trong thời gian sắp tới hay không ha thì trong cái à, buổi like cách đây khoảng 9 ngày trước đó 9 ngày trước thì em có like một buổi và cũng chia sẻ cho anh chị một vài những cái dự án à, một vài cái dự án thì để cho anh chị có thể tham khảo ha. thì ngày hôm nay thì em sẽ cùng anh chị soi ở trong cái chạc này để xem là uh, những cái dự án có thực sự tốt để cho mình nắm giữ hay không ha. thì uh, uh, có một bạn hỏi em là là STRK uh, target up trên của nó là bao nhiêu ạ? À? thì uh, đây STRK thì nó có một cái cú tăng giá uh, trong thời gian uh, trong ngày hôm qua uh, thì anh chị nhìn cái chạc á, thì anh chị sẽ thấy á là thực sự á em đã nói với anh chị rất là nhiều lần rồi à thì à, uh, khoảng thời gian này là em nghĩ là tích lũy nhưng mà sau đó là ờ uh, Europe rất là nhiều những dự án về layer 2 nó Europe đặc biệt là Zcasin nó hệ lụy rất là nhiều ảnh hưởng rất là lớn tới những cái dự án layer 2 khác là khi mà cái lượng TVL của của những cái dự án layer 2 bị rút rút rất là nhiều rút cạn luôn à, đó là những cái đợt Europe của những cái dự án không được như kỳ vọng mong đợi của những người tham gia vào à, thì uh, đây mọi người nhìn nè so với cái vùng đáy á, thì STRK có một cái cú tăng trưởng là 57% uh, thì thực sự là đối với cái sự phục hồi này nó không đáng kể ha không đáng kể so với là cái cái vùng đỉnh đỉnh của nó là 2,6 đô nhưng mà STRK mọi người hình dung á, là cái lý do tại vì sao nó giảm như vậy em đã nói rất là nhiều lần rồi đó là khi mà một cái dự án mới listing á, nó sẽ nhận được cái sự quan tâm của cộng đồng ha à, nó sẽ nhận được cái sự quan tâm của cộng đồng nhiều nhất vào cái thời điểm nó listing và sau đó khoảng một tháng thì sẽ không ai nhắc tới nó nữa trừ những anh chị đã đu đỉnh STRK ha à, đó mọi người hình dung cái câu chuyện tất cả các dự án nó đều như vậy thậm chí là Katizen hay là ha, hamster combat cũng vậy thôi là em khuyên thực sự là anh chị đừng có nên mua những cái dự án mới listing cho dù nó có tốt cỡ nào đi chăng nữa nếu mà anh chị có thì cũng chỉ nên là lướt ăn 20 30 rồi mình té tuyệt đối là mình không được mua những cái dự án mới listing ngày hôm trước Katizen nha để em dở chè Katizen em nói Katizen uh, em được Erop 6.700 Katizen uh, thì khi mà mới listing giá 0.88 hai em bán luôn cái lý do tại vì sao em bán thứ nhất là là nó là một nó là củ cho đó thứ nhất là củ cho thì em bán luôn à, đâu đó cũng được năm ngàn rưỡi đô thì em bán luôn thứ hai nữa nó là một dự án mới thì khi mà nó mới listing như vậy á nó có một cái lượng irrot cực lớn luôn nó có một cái lượng irrot cực lớn ra cộng đồng thì tiền ở đâu để nó irrot cho cộng đồng thì có phải là nó phải thứ nhất là bỏ tiền túi và thứ hai là nó phải mờ mờ và thứ ba là những người mà không có lòng tham là muốn ăn một cái cú hồi 30 tăng 30 tới 40 phần trăm đúng không vào cái vùng giá 1 đô này rất là nhiều người mua catizen luôn à, đó cái lý do là thứ nhất là cá của catizen mới 300 mấy thôi đó đó là như vậy nha thì bây giờ đối với những cái dự án mới listing nè cái key để chơi những cái dự án mới listing em nói rất là nhiều trong những cái buổi like của em rồi à, nhưng mà ngày hôm nay em sẽ nói lại một lần nữa để cho anh chị anh chị hiểu cái câu chuyện là đối với những cái dự án nào mới listing mà nó giảm đâu đó khoảng 35 tới 40 phần trăm từ cái đỉnh ha à, hôm bữa là lên tới đâu đó là bây giờ chẳng một giờ rồi đây nha đó thì cái đỉnh của nó nó giảm tới 35 tới 50 phần trăm thì anh chị có thể là bắt cái sông hồi thì đối với Katizen á thì ở đây nha anh chị có thể là nếu mà anh chị nào mà hold sport hay là future thì anh chị có thể làm một cái lệnh buy ở đây nè đây nha anh chị làm một cái lệnh bay một cái lệnh bay ở đây đang ở đây nha đang đang ở đây đang có lệnh nè và anh chị cài sl cho em ở đây nè đó đó là cái cách để làm gì để giảm rủi ro cho anh chị thì anh chị nên cài SL khoảng là là 8%. Đối với sport nha. À, spot là 8%. Thì với một cái lệnh đang đây. Đó. Và mình đặt một cái TB á, TP thì nó nó hồi đâu đó khoảng 20%. Em nghĩ là hợp lý đối với những cái dự án mới listing. Nếu mà nó đã giảm đâu đó khoảng từ 35 tới 50% rồi thì anh chị có thể là làm một cái lệnh sport như vậy. Và ăn xong á, thì mình té, tuyệt đối nha đừng có FOMO có rất là nhiều người á, đi gom ở vùng giá một đô catizen nha đó nhưng mà đối với bản thân em là những dạng mới á, em không chơi đó thà không ăn thôi đó thì mình sẽ quay lại à, trà của STRK thì STRK ngày hôm nay nó có một cú phục hồi là 10% đúng không ạ thì thực sự là nó cũng có một cái khoảng thời gian là giảm giá từ tháng 2 bây giờ là tới tháng 10 rồi ha và nó thực sự chưa có cái cú sóng đẩy nào thì ở đây trong giai đoạn phục hồi thì em thấy là đối với đối với uh, STRK thì nó cũng sẽ có cú phục hồi đâu đó lên tới vùng này đây ha đó là tuyệt đối ha tuyệt đối mọi người đừng có fomo những cái dự án mới list làm gì cả ha à, đây thì rất có thể là strk sẽ lên vùng giá trên một đô ha à, tại vì cơ bản là mình đừng có phụ thuộc vào cái yếu tố đó là uh, đừng có phụ thuộc vào yếu tố đó là phân tích kỹ thuật quá nhiều mà mọi người phải nhìn vào cái con sóng của thị trường nó đang đi tới đâu ở giai đoạn hiện tại thị trường anh coi đã tạo đáy đây giống như STRK nó tạo đáy một cái khoảng thời gian khá là dài nè mọi người nhìn đấy trong một cái khoảng 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 thời gian khá là dài như vậy thì chắc chắn nó sẽ có những con sóng hồi sẽ có những con sóng hồi thì giai đoạn hiện tại nó đang là sóng hồi của thị trường à đó nên là mọi người có thể là yên tâm ở giai đoạn hiện tại á là mọi người uh, có thể là ăn cái con sóng này Sống uh, sóng hồi này à, và cái target của nó thì mọi người từ tự, đặt ra đó là tùy lòng thao của mỗi người à thì giai đoạn hiện tại này nó tương tự như tháng 9 tháng 10 năm rồi á và nó sẽ sẽ đi tiếp ha đi tiếp tới cuối năm đó rồi thì cơ bản á, là giai đoạn hiện tại mùa này nó sẽ rất khó so với mùa trước là sẽ không có những cái target là đạt kỳ vọng ít 10 ít tại những cái kỳ vọng là ít 50 ít 100 hay là ít 2 300 thực sự là giai đoạn hiện tại nó chưa phải là cái giai đoạn thực sự thực sự của của uptrend và siêu chu kỳ đó nên là bây giờ á, mọi người á giờ cái target mình xuống thực sự là ít 10 nó cũng quá khó luôn chứ đừng nói tại vì cái lý do tại vì sao á mà bây giờ á, cái target nó của bản thân em cũng dời lại luôn và thậm chí là những cái video em làm á em không có cho mọi người cái target quá lớn à, cái lý do á, cái lý do tại vì sao nha, thứ nhất á là ở giai đoạn hiện tại dự án nó ra mặt nó ra nó ra quá nhiều luôn meme coin sản xuất rất là dễ đó nên là cái dòng tiền nó bị phân bổ đi rất là nhiều nơi đó mọi người á lúc trước á, nếu mà mùa trước mọi người nhìn để ý á, thì thực sự là chỉ có những cái blockchain giống như là ở scott Mode giống như là ethereum giống như là Cardano, giống như là Tron rồi sau đó mới tới solana rồi sau đó tới avax tới polygon đúng không nhưng mà ở ở mùa này thì sao rất là nhiều những dự án làm về blockchain layer one blockchain layer hai thậm chí layer ba đó và nó thị trường nó phân mảnh ra nhiều hơn nó sẽ chia ra từng lại là reward access metaverse rồi web 3 rồi social file rồi bây giờ thêm đề pin nữa đó rất là nhiều những cái trend ở trên thị trường nên là cái dòng tiền bây giờ nó đang phân bổ không đồng đều đó mọi người phải hình dung cái câu chuyện nó là như vậy nên là để lựa chọn ra được một cái dự án ít mũi hai mươi thực sự có nhưng mà nó rất khó, thử nó phụ thuộc thêm cái yếu tố đó là quan trọng anh chỉ có gồng được nữa hay không cơ đó chứ không phải là chứ không phải là mình lựa chọn đúng dự án rồi nhưng mà quan trọng là ở giai đoạn hiện tại nó có cho phép mình gồng được tới đó hay không nó mới là quan trọng ha rồi Avatra New uh, 40 triệu thúc đẩy hệ sinh thái chặt đẹp uh, nên nên nạp là thì thực sự á là ở giai đoạn hiện tại á bạn mua con nào mình chắc chắn là sẽ có lời đó đảm bảo với bạn luôn là những con nào chưa bay nó sẽ bay và hầu hết anh coi có những cái chạc đi rất là giống nhau à, ha uh, 10 con mới list bài nen thì thì toàn là meme coi thì đúng tại vì cơ bản á, là bây giờ á tại vì sao bài nen nó list à bây giờ á, là thay đổi co và cái chính sách của họ cũng sẽ có những cái nới lỏng nhiều hơn và họ sẽ quan tâm tới gì Họ quan tâm tới user, họ quan tâm tới lợi nhuận. Những cái dự án à, về công nghệ chưa chắc cái khối lượng giao dịch nó đã nhiều bằng những cái dự án về coi Đúng không? Tại vì cơ bản coi nó là, nó là một trường phái rồi. Và ai cũng thích coi cả. Tại vì mọi người quan tâm tới lợi nhuận nhiều hơn là đầu tư về công nghệ. Thực sự là những cái dự án về công nghệ ở mùa này á, nó chả bơm mạnh. Nếu là mọi người vẫn đổ xô đi chơi coi Nero mới list phát là tăng trưởng vài chục lần, ba chục lần đó nên là nên là mọi người phải thấy cái câu chuyện mùa này nó sẽ khác tại vì sao bài nên bây giờ nó thay đổi là nó sẽ tuyên nó tuyên bố là à, nó nó thay đổi vào một vài chính sách và nó sẽ tìm những cái dự án à, vốn hóa thấp à nero hôm trước là một cái thử nghiệm của nó thôi đó thì mọi người thấy là khi mà nó quan tâm sàn giao dịch nó quan tâm tới gì sàn, sàn giao dịch nó sẽ quan tâm tới đó là phí giao dịch đúng không thì khi mà càng nhiều người mà lên bài nên giao dịch thì nó sẽ càng nhiều tiền thôi đó đó là lý lẽ đương nhiên thôi nên là thực sự là uh, meme coi hay là công nghệ nó không quan trọng lắm nhưng quan trọng là đáp ứng đầy đủ tiêu chí của nó thứ nhất á, là uh, cộng đồng có nhiều hay không và cái dự án nó cam hay không đó là như vậy nó chỉ quan tâm yếu tố đó thôi và để muốn listing cho bạn nên đâu phải dễ gì nó phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí uh, giống như những cái dự án như cam như catizen hay là hamter combat đi thì nó đáp ứng đầy đủ tiêu chí tại vì cơ bản là user nó nhiều à và dự án á, muốn list trên đó phải bỏ tô cần ra cho nó chứ đâu phải là đơn giản đâu anh chị thấy là trên những cái bu lan buôn á lan buôn thực sự là tô cần đó là sẽ là những dự án trả cho sàn đó nên là như vậy à, à mùa này đa số cái coi sẽ không đạt định mới ở à, đúng thực sự là mùa nào cũng vậy hết mùa nào cũng vậy hết là dần dần nó sẽ đào thải không phải là những dự án có rất là nhiều những dự án nó phá ô tham hai khi chưa phải ấp trên nhưng mà có rất là nhiều những dự án chưa phá nổi. Tại vì á à, mọi người hình dung cái câu chuyện nè, là những cái dự án của cái mùa trước á, là những cái dự án listing ở cái giai đoạn downtrend. Sau đó là nó nó vượt auto hai Thì bây giờ mọi người cũng có thể là tìm những cái dự án mà list vào thời điểm đó là 2021, 2022 và 2023. Đó, đặc biệt giống như mọi người nhìn nhìn xui nè đó nhìn xui này nhìn áp tốt nè đó là những cái dự án mà nó đã listing một cái khoảng thời gian khá là dài nó unlock token ra rồi ha lạm phát nó cũng đã quá nhiều rồi ha bây giờ thì nó sẽ tập trung vào yếu tố công nghệ và yếu tố uh, uh, cộng đồng và yếu tố của những cái quỹ đầu tư giống như xui tại vì sao mà tăng giá và và thời điểm uh, cách đây vài tuần á em nhớ là em có làm một cái video ở trên kênh đầu tư crypto à uh, em nhớ là em có làm một cái video đây uh, em so sánh giữa áp tốt giữa xuôi và Ton, và tôn mình nên đầu tư vào dự án nào à, cách đây là cách đây có vài ngày thôi đây ở cách đây 3 tuần trước thì em có làm một cái video so sánh giữa hệ sinh thái tôn và hệ sinh thái của xui nên đầu tư vào hệ sinh thái nào à, tại vì thời điểm đó là khi mà đánh giá một dự án á, mình sẽ phụ thuộc rất là nhiều yếu tố nhưng mà ở thời điểm đó thì thì xui á, nó được ray scale À, RA Scale một cái quỹ đầu tư khá là lớn ha và những cái dự án nào được Rayscale Scale đầu tư đều bay cả. À, và ngày hôm trước thì um, có một dự án được Ray, Scale công bố đầu tư cái nó tăng 20% luôn. Đó. Đó nên mọi người hình dung là một cái quỹ đầu tư nổi tiếng à, nó bỏ bỏ tiền vào rồi thậm chí là Xui á được USDC hỗ trợ nên là chính vì lý do đó là mọi người thấy Xui có một cái sự tăng giá. Và Xui á nó là một cái dự án tốt nếu mà mọi người follow xui uh, á, thì mọi người sẽ thấy là nó iros cho cộng đồng rất là đẹp uh, mua với mức giá là 0.03 và sau đó là listing 1,2 đô uh, ít vài chục lần luôn và cho mọi người những cái người mua được á xả trong vòng một năm đó thì là mọi người thấy là cái lượng tiền á của xui nó khá là nhiều đó đó là mọi người những cái, những cái câu chuyện về công nghệ nó sẽ là như vậy chứ không phải là chứ không phải là bây giờ mình mình lựa chọn dự án bắt buộc mình phải có tiêu chí để mình đầu tư chứ không phải là mình lựa chọn những cái dự án vớ vẩn ha thậm chí là có rất là nhiều những cái dự án listing ở trên bài nên mùa này nó lan buôn lan bát nhưng mà sao nó rất là hẻo tại vì cơ bản là cái đội ngũ phát triển của họ không thực sự mạnh và các quỹ đầu tư đứng sau á nó cũng chưa đủ mạnh luôn để thúc đẩy ha đó là mọi người những cái câu chuyện đó là như vậy à, rồi thì em sẽ cùng anh chị ha mình tìm một vài những cái dự án mà anh chị có thể là ở đầu tư anh chị có thể là long short long đều được ha tại vì cơ bản á nó sẽ có những cái chạc nó đi y, y như nhau và con nào chưa bay nó sẽ bay thôi không à, về cái cách đánh là thị trường gia đình hiện tại nó rất là dễ con nào chưa bay thì mình mua đợi nó bay ha à, mọi người đừng có nóng ruột đừng có nóng ruột là con của mình mua mà sao nó không bay ha à, đó có rất là nhiều nha ví dụ như là con bon bit này bon bit ngày hôm trước á, em có có vẽ chạc có xe cho anh chị ha thì chưa bay thì ngày hôm nay nó đã bay nó đơn giản thôi nó sẽ có một cây như vậy à nó tích lũy đây đây nè mọi người nhìn đó thì đa phần nha mọi người để ý nè những cái dự án ở thời điểm hiện tại á nó có một cái chạc như nhau đây là nó có một cái mô hình này à. hầu hết ở thời điểm hiện tại ha những cái dự án nó đều có một cái những cái mô hình này mọi người có thể là xem ha một là mô hình này và hai là mô hình vai đầu vai ngược đó là nó báo hiệu giống như là mô hình này hai đáy đúng không hai đáy đây hai đáy thậm chí ba đáy luôn đó thì đa phần hầu hết tất cả các dự án nó đều có cái chạc như vậy cả ha mọi người hình dung cái câu chuyện ở thời điểm hiện tại nó như vậy nên là mọi người có thể lựa chọn những cái dự án nó chưa bay vào mọi người vào mua thôi nó rất là dễ và mọi người chỉ cần là đợi công việc của mọi người là chỉ cần là đợi đợi để làm gì đợi để nó bay ờ, giống như là hot đi hot này nhìn chạc này là là cũng muốn bay rồi đó đó mọi người nhìn đa phần nha anh coi đều có những cái chạc giống nhau như vậy đó hot nè hot là cái đồng coi trong cái mùa trước nó tăng cũng cũng rất là điên luôn á em nhớ đâu đó là hồi đó em kêu ông kia ông mua hot mùa trước á ông mua đâu đó ngàn ngàn đô mà nó lên được mười mấy ngàn đô á nhìn cái chạc nè anh chị nhìn cái mùa uptrend mùa trước này đó là những cái dự án mà đã tạo đỉnh mùa trước á, để mùa này á, nó bay rất là khó nha đây giống như là là hot nè đây anh chị nè đầu tăng trưởng có hơn 50 lần nhưng mà ở giai đoạn hiện tại nó nó khó hơn nha mùa này nó sẽ khó hơn mùa trước đó mọi người hình dung cái câu chuyện là như vậy nhưng mà nó vẫn vẫn đẩy được nha trong cái đợt tăng trưởng vừa rồi ha hot cũng tăng trưởng là bốn lần so với là cái đáy đáy gần nhất rồi đây thì hot á nó cũng sẽ bay thôi nhìn chạc là mình thấy là nó muốn bay lắm rồi đây thì anh chị có thể là ví dụ như đây muốn chính xác thì sử dụng Fibonacci mình đo nhấn chắc đây rồi đây ha đang đây đây à, test lại cái đỉnh đỉnh cũ gần nhất đã rồi trước khi nó bay thêm thì bay thêm hay không mình phải xem cái yếu tố thị trường nó như thế nào nhưng mà về trước mắt á, thì em dám tự tin nói với anh chị á, là con nào chưa bay nó sẽ bay đối với những cái dự án như vậy ha à. rồi NS nè hầu hết tất cả những cái cặp anh coi nó đều có cái biểu đồ giống nhau hết anh chị đây thì đây thì nó cũng phải test lên đây nè. Đó, thì nên là anh chị có thể là vào một cái lần ở đây cũng được chả sao cả. Em đảm bảo là không có đu, chắc chắn luôn. Chắc chắn là không có đu đối với những cái dự án như vậy. Ờ CG sắp ra tù liệu rằng trend Edu có được đẩy hay không? Ờ, edu và Hook. Ờ, edu và Hook là hai cái dự án làm land spot ở trên bài nem hai dự án đó đều là land spot ha. Ờ, edu á ờ, Edu thì em thấy là nó sẽ bay á edu ở đây đây edu thì nhìn chạc thì thấy cũng đều như nhau cả em nói với anh chị là ở giai đoạn hiện tại những con nào chưa bay nó sẽ bay anh chị chỉ cần nhớ vậy thôi anh chị thích con nào anh chị thấy nó ở à, chạc nó đang như vậy ha nó không phải là như như những con này nha đây đó không phải như xui ở đây thì mọi người nhà xui nó đi trước một khoảng rồi đúng không đó thì nếu mà nó đã bay như vậy rồi thì nếu muốn vào thì phải đợi chỉnh. Ha, à, còn giống như Edu nè, anh chị nhìn Edu nè. Nha. Đơn giản thôi, rất là đơn giản luôn. Đó là giai đoạn hiện tại, con này chưa bay thì nó sẽ bay một cái lên đây nè, lên tới vùng này nè là chuyện bình thường. Nó tăng 77%. Hết sức bình thường luôn. Đó, nên là mọi người ở giai đoạn hiện tại mọi người tự tin đi em đảm bảo là sẽ có lời. Còn gồng được bao nhiêu đó là là mọi người à thì uh, Osmo này ngày hôm trước à ngày hôm trước thì em có có xe trên nhóm đó về Osmo này hầu hết nó đều tạo đều tạo mô hình hai đáy hoặc là mô hình hai đáy hoặc là nó đều được làm mô hình ở à, vai đầu vai ngược ha đó mọi người cứ hình dung là cái câu chuyện nó là như vậy à cứ tự tin nên chẳng có gì mà mình phải lo lắng cả đó cứ cứ vào lệnh thì hô thôi ha alt rồi uh, xem eth file uh, alt ok đây eth file trước đi eth M, rồi thì mọi người hình dung nè đó cái bài cái câu chuyện mà những cái dự án mới listing á, em đã nói rất là nhiều lần rồi trong buổi live của em nói rất là nhiều lần rồi đó đó đây thậm chí là khi đây em vẽ đây đó, mọi người hình dung với câu chuyện là những dự án mới à, bỏ qua nha rồi ở đây là eth file thì nó cũng đang cố gắng để phá vỡ một cái đường kháng cự đây nè đây đường kháng cự đây ha à, nhưng mà thì nó rách qua thì nó sẽ bay thôi thì eth file thì mình nghĩ tới đây nó không tăng quá nhiều đâu à, vào cái thời điểm mà eth file lúc nó lên 8 đô có những người á, bạn của em fomo lên tới hai mấy đô nhưng mọi người không hiểu cái câu chuyện không hiểu cái câu chuyện đó là những cái dự án mới listing nó đều như nhau cả đó cho dù nó trừ khi là trong những cái dự án tạo trend thôi còn không tạo trend nó đều như nhau cả ha à, rồi mdt ai đúng không về ai đây mdt chạc rất là đẹp à nó đang đây là mọi người nhìn này. nó cứ lên từ 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 à nó nó muốn đẩy rồi đó nó muốn đẩy nè à MDT thì MDT rất là đẹp. Nói chung là MDT rất là đẹp. Đó. Lên đây là bình thường, đợt trước nó còn đẩy lên tới đây mà. À MDT. Đây. Đó, ai á, nó sẽ là một trên cực mạnh trong thời gian sắp tới và phép ai nó có một cái liên minh phép uh, ai thì em nghĩ mùa này chắc nó phải đẩy lên đâu đó khoảng 10 đô à, đợt trước nó mới phá đỉnh 3,5 đô và em nhớ là vào cái khoảng thời điểm lúc mà phép ai lúc 0.065 đô em có làm một cái video uh, ha Em nói về ai và thời điểm đó chat gPT nó mới ra mắt à uh, và nó từ vùng 0 065 lên tới vùng là 3,5 đô À, và mùa này thì em nghĩ fed AI đâu đó khoảng 10 đô nhưng mà với cái mức giá đang là 1.6 rồi thì mọi người cũng cân nhắc tại vì cơ bản á fed AI này nó đang tạo một thành một cái liên minh à, có fed này có ocean này. rồi mới mới gộp thêm một thằng nữa đó là đốt mới đốt mới vót xong à, nó cũng ba bốn thằng á ocean rồi gì tầm lớn cái liên minh của nó liên minh uh, liên minh AI thì hầu hết những cái dự án đó trước khi là vốn hóa của nó đã là tỷ đô rồi à, có một vài dự án vài trăm triệu đô à, đây để em xem vốn hóa của Fed ở thời điểm hiện tại là vốn hóa là 4 tỷ đô rồi anh chị vốn hóa của nó là 4 tỷ đô thì thực sự là nó gộp lại nó gộp lại rất là nhiều những cái dự án phép à, Fed AI gộp lại rất là nhiều dự án thì AI nó sẽ là một cái trend trên riêng biệt ha còn về đề pin để pin nha Uh, để pin thì anh chị uh, nên Đề uh, để pin á thì anh chị nên nha uh, để ý một vài những dự án nhưng mà em nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì có mỗi con ATH thì anh chị có mua thì anh chị mua ừ. đừng có mua gói đào nó cái máy đâu đó nhập 800 đô về bán 1.800 đô nghe đâu còn lóc thêm là uh, lóc đâu đó khoảng 70 phần trăm mà không biết là bao lâu trả à, nếu mà anh chị có có quan tâm tới đề pin thì có mua mua để mua hô xong rồi đợi nó bay rồi mình bán thôi chứ còn mà để thành cái trend mạnh thì nó rất là khó à, à, về game file pixel, trend game file đủ ổn hay không thực sự á, là pixel á, em cũng nói rất là nhiều trong những cái buổi like vào cái khoảng thời gian trước rồi à, những dự án mới list nó đều như nhau cả mà Đúng không? Nhìn này. À, Bạn của em á Mở rất là nhiều chạy BISO Nhưng mà bây giờ đang khóc Cái lý do tại vì sao khóc á Đó là bây giờ á, là anh chị bỏ ra 30 đô Để cho anh, để anh chị mua VIP Để anh chị có thể là uh, Đi làm nhiệm vụ Anh chị earn ra BISO Thì với mức giá của BISO Ở thời điểm hiện tại á Thì earn uh, vẫn có lời uh, Mình mua VIP uh, Mua VIP là hết là 3 tháng 30 đô là chơi được 3 tháng thì cái tháng đầu tiên là về bờ rồi cái tháng thứ hai bắt đầu có lời rồi muốn chơi tiếp thì phải là tái đầu tư à, mua vip tiếp à, thì bạn của em mua rất là nhiều ạ nhưng mà bị ban sạch anh chị 30 đô thì làm đâu đó khoảng vài trăm tài khoản bi và bị ban hết thì lúc cuộc là thua lỗ à, và bi sổ ở thời điểm hiện tại thì không ai quan tâm tới nữa hầu hết là em nghĩ là chỉ những người đu ở vùng giá trên cao thì thì uh, mới quan tâm thôi chứ thực sự là cũng rất ít người quan tâm tới BISO ở thời điểm hiện tại uh, reward set uh, ngoài ondo còn con nào ngon hay không uh, ngoài ondo cũng có rất là nhiều những cái dự án ngon uh, giống như là hi-fi chẳng hạn hi-fi nếu mà bạn để ý nếu uh, mà bạn để ý về, về hi-fi thì bạn sẽ thấy uh, À. bạn để ý về về cái dự án HiFi thì bạn sẽ thấy là có cái khoảng thời điểm mà HaiFi đẩy lên 2,6 đô. À, vào cái thời điểm đó nó đẩy cùng với con Lom á. Đó. đó. Thì sau khi đó thì nó giảm đó, thì reward set bùng nổ thì nó cũng đẩy lại 1,5 đô và bây giờ đang 0,5 đô thì mình nghĩ là HaiFi cũng khá là ổn với cái uh, mức market cap của HaiFi ở thời điểm hiện tại. là 73 triệu đô thì mình nghĩ là nó sẽ tăng trưởng khá là ok à, nên là bạn có thể là mua hai phai à, và mình thấy là hai phai ở thời điểm hiện tại so với cái vùng đẩy nó vẫn chưa ít hai nên là vùng giá này vẫn mua được à, hai uh, phai thì mình thấy là uh, với cái mức như vậy đâu đó nó test đỉnh cũ test cái đỉnh gần nhất uh, đây là bình thường à, nó là về real access à, ngoài ondo ra thì rất là nhiều những dự án làm về real set khác à, trong đó có hai file thì mình thấy ổn thứ nhất là đó, nó cũng đủ là là về cái tiêu chí uh, về cái tiêu chí đó là nó list bài nên uh, và nó làm về real set volume khá ổn volume một ngày bây giờ 19 triệu đô là, uh, cũng khá là ổn uh, và cái dự án hai file này cũng được list up bit Upbit là một cái sàn giao dịch của Hàn Quốc ha, nên là à, những cái dự án mà list Upbit nó mờ mờ nó đánh rất là ghê. À, và bây giờ volume mình đang thấy là trên Upbit là 10 triệu đô á, là rất có khả năng là hai file sẽ đẩy đẩy đẩy, đẩy á để đẩy trong vài ngày tới. À, với cái lượng volume tăng đột biến như vậy. À, rồi, à, GMT bây giờ còn ơn được hay không? GMT thì bây giờ thì nói thật nếu mà ăn cái sóng hồi của nó đâu đó khoảng vài chục phần trăm thôi chứ còn mà bây giờ ơn nó thì nó khoai lắm đâu đó mình thấy là đâu có khoảng đâu có khoảng bảy tám tháng mới về bờ ờ, hình như là vậy tại vì bạn của mình có chơi à, hồi đó là mua giày rẻ à, nên là bây giờ cứ mỗi ngày đi bộ được vài đô à, đưa cho vợ đi à, hoặc là mua để lấy động lực để mình mình à, để mình có động lực để mình đi bộ À, chứ còn thực sự để ơn nó bây giờ thì không nên không nên làm gì cả đó là mình khuyên thật đừng có mua để ơn ha. À. À, rồi mình sẽ xem về alt rồi tới on layer đúng không on layer thì <laughs> mọi người thấy những cái chạc mới lít nó đều như nhau cả mà rồi uh, onlayer on layer thì nó đang đi vào sóng hồi ha để mình xem cái vốn hóa của on layer ở thời điểm hiện tại nó như thế nào on layer mức vốn hóa bây giờ đang là hơn 200 triệu gần 300 triệu ở volume đang là 44 triệu đô à tập trung chủ yếu là bài nên thì thấy là nó có cái đợt tăng giá cũng gần ít hai so với cái vùng đáy nhưng mà nó đang chạm một cái đường đường nó vùng, vùng vùng này hao vùng kháng cự đây à, à, nó đã đợi đã phá vỡ rồi thì nên là nó có một cái sự phục hồi nhẹ thôi nó không có mạnh đâu đối với những cái dự án như vậy thực sự là những cái dự án là anh buôn gần đây em thấy đánh giá nó không cao đánh giá không cao à, để nó có cái yếu tố đột biến à, nhưng mà về xét về cái yếu tố tăng giá thì em vẫn nói với anh chị rồi đang là sóng tăng nên là nó sẽ hồi à còn tăng tới bao nhiêu phụ thuộc vào yếu tố thị trường liệu đã bước vào siêu chu kỳ thực sự hay chưa à thì em nghĩ là qua năm thôi qua năm đâu đó khoảng cuối năm bắt đầu có những con sóng mạnh thì ra mình cũng không biết được nhưng mà mình vẫn uh, vẫn ok uh, mình cảm thấy là ok uh, bạn chơi gmt tính 8 tháng về bờ đúng không tính 8 tháng về bờ thì mình sẽ nói cho bạn một cái bài toán tại vì nếu mà bạn đầu tư thì bạn phải đầu tư một cái số tiền khá là lớn thì bạn ơn mới đáng kể nhưng nếu mà bạn đầu tư một cái số tiền nhỏ đâu đó vài ngàn đô Thực sự nó không đáng à, 8 tháng về bờ thì bây giờ mình khuyên thật bạn có thể là bỏ đâu đó cái số tiền đó bạn nhắm mắt bạn mua đại một vài con giống như là TKO rồi uh, giống như là banquette quá rồi giống như là uh, một vài những dự án mà mình mới nói lúc nãy á. mình đảm bảo bạn đâu đó khoảng một tháng thôi đâu đó khoảng 30 tới 50% à là bình thường đó nên là để mà rất là nhiều người á mà mang cái cái xu hướng như vậy thực sự không nên hoặc là nếu mà bạn chơi như vậy bạn có thể là mua MX mỗi tháng là ba phần trăm ha đó coi sàn mỗi tháng ba phần trăm hoặc là muốn rủi ro nữa đem đi stack đi farm đâu đó abi một năm lên tới vài trăm phần trăm đó nếu thực sự là cùng một bài toán như nhau đó là mình khuyên thật như vậy chứ còn mà để bây giờ để mua xong rồi hàng ngày bạn phải đi chạy tại vì tại vì step n nó vào cái thời điểm mà nó nó ra mắt á tụi mình có những cái đội chạy và mình đã ra Hà Nội tổ chức những buổi talk show chia sẻ ở Hà Nội ở Hồ Chí Minh về về step end rất là nhiều và thời điểm đó đội của mình ăn rất là lớn con đó nhưng mà sau đó thì nó chuyển qua trên Ethereum Ethereum rồi BNB rồi gãy à đó nên là những cái nào đã hết thời thì không nên có chơi chơi cho trend thôi. và mình ăn được rồi mình chạy bản chất trong thị trường tài chính này tiền từ túi người này qua túi người kia và tại sao lựa chọn crypto đó là crypto à crypto nó là cuộc chơi của toàn cầu nên là cái sự fomo nó sẽ lớn và dòng tiền ở bên ngoài đổ vào lớn nó không phải là như ờ. ở ở những cái dự án đa cấp không phải như những dự án đa cấp nó chỉ là một nhóm người thôi nên là bạn có thể là à, mình khuyên thật đó là như vậy à, arb đó ạ arb vẫn đang là top một những cái dự án à, top một những cái dự án về Layer hai với cái lượng tvl khá là lớn Uh, và mọi người thấy là uh, ARB cũng có một cái đợt EROP khá là xịn sò cho mọi người đúng không? Tới thời điểm là từ 2023 tới thời điểm hiện tại đúng không? Nó đã là đâu đó là 16 tháng hơn rồi uh, Và nó cũng đã unlock khá là nhiều token Và đợt vừa qua nó đã trải qua một cái đợt unlock token khá là lớn Một tỷ token và bây giờ cứ mỗi tháng nó unlock ra như vậy nhưng mà ở thời điểm hiện tại giá hiện tại đang giữ rất là tốt ha và mình thấy là khi mà thị trường bắt đầu tăng trưởng và dòng tiền nó bắt đầu là đổ vào rồi khi mà giá gas của Ethereum nó tăng nhiều rồi thì bắt đầu những những layer hai được hưởng lợi và Arbitrum sẽ là một trong những cái dự án được hưởng lợi nên là Arbitrum sẽ quay lại một đô trong thời gian gần thôi ha đây À, bây giờ sẽ quay lại một đô gần thôi, tại vì bây giờ đang 0.6 rồi vài chục phần trăm đó là chuyện hết sức bình thường. ha à, à, Nên là mọi người, mọi người như vậy. STRK thì trước mắt cứ một đô đi, đừng có đặt cái target cao quá. Optimism nữa nữa. Rồi về Optimism thì nó cũng đang đi khá là giống những cái dự án này ở ai khác. nhưng mà nếu mà so sánh giữa optimism và và abichum thì mình vẫn thích abichum hơn tại vì cơ bản là cái lượng tvl lock và những cái dự án phát triển trong hệ sinh thái của abichum ấy, nó cực kỳ chất lượng ờ, thực sự là abichum nó chưa đẩy thôi cái lý do mà abichum nó chưa đẩy nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố là thứ nhất đó, là những cái dự án về layer hai nè mọi người thấy đó, cái phí gas nó là gì cái phí gas nó có phải là ethereum không đó những cái phí gas nó là ethereum nhưng mà tại sao những cái dự án layer hai này nó lại ra token mọi người phải hình dung cái câu chuyện nó là như vậy là thứ nhất á, là những cái dự án layer hai này á, nó sử dụng phí gas đó là ethereum nó ra token cái lý do là nó huy động vốn từ các quỹ đầu tư nên là bắt buộc nó phải ra token để nó trả lại cho các quỹ đầu tư à mọi người hình dung câu chuyện và nó là cái câu chuyện về mini game nên là thực sự á, nó không có yếu tố gì để để thúc đẩy nó tăng giá quá mạnh mọi người thấy là giống như ARB hay là Optimism đi mọi người sẽ thấy một cái câu chuyện đó là À, sử dụng gác đó là Ethereum nhưng mà lại ra token thì nó sẽ mang đầy đủ yếu tố đó là mini game và nó chỉ sử dụng đúng một cái sử dụng token sử dụng ốp hay là ARB vào đúng một việc đó là vót nó thôi đó là vót biểu quyết là những thay đổi trong dự án thôi à. đó đó là như vậy ha đó là câu chuyện thực sự cái lý do mà tại vì sao những cái dự án bị giống như STRK bị xả nhiều nhất trong hệ sinh thái thì đương nhiên là anh anh nhìn vào hệ sinh thái của nó đi nó rất là nghèo nàn anh phải hình dung cái câu chuyện nó rất là nghèo nàn nó chẳng có gì cả và cái công nghệ của nó cũng rất là chậm luôn nếu mà anh đã trải nghiệm ha, đã trải nghiệm vào STRK. Ờ, rồi nha ở trong layer 2 á, thì có mọi người sẽ thấy là Zcasin đúng không ạ Zcasin bây giờ không ai nhắc tới đợt Europe vừa rồi À, sau đợi drop vừa rồi rồi tiếp theo là strk rồi tới optimism tới arb và mantle thì em thấy mantle là ngon nhất tại vì sao mantle ngon nhất đó là thứ nhất á, nó là được được bắt bởi bit À, mantle à, nó là một layer 2 trên Ethereum nhưng nó sử dụng mantle để làm phí gas thứ hai nữa mantle là coi sàn của sàn Bybit đúng không ạ và và Bybit sử dụng mantle để 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 tham gia lan bull lan bát rồi giảm phí giao dịch đó đó là những yếu tố để giúp giúp là hai tăng trưởng thì hai con ngon nhất thì em nghĩ một đó, là man và thứ hai đó là là rb trong là hai ờ, sau apt và xui cùng hệ sinh thái mà có mỗi xui tăng anh nói vậy là sai anh phải nhìn á nhìn chạc giữa xui và apt nó nó có gì khác biệt nó đều như nhau mà đơn giản anh nhìn xui á thì nó tăng từ vùng giá là 1 đô lên 1.5, 1.6 Thì ABT nó cũng tăng từ 5, 5 mấy đô lên tới 8, mấy đô mà Nó đều tăng với nhau mà Tại vì thị trường tăng thì nó sẽ tăng đều Đây Nó chưa rách khỏi cái vùng này nha Nó rách được thì nó sẽ lên tiếp theo thôi Đơn giản thôi à. Đây Trong đợt tăng này thì nó cũng tăng 49% đúng không ạ thì xui thì nó tăng nhỉnh hơn một xíu thôi không quá nhiều đâu à, tăng <laughs> tăng nhiều hơn đó thì cái câu chuyện á, là xui tăng thì nãy em đã nói rồi xui tăng là do là do là USDC nó hỗ trợ nè rồi nó được rescale nè rescale rescale uh, đầu tư vào nè nó lại là nằm trong danh mục đầu tư của rescale nên nó tăng nhiều hơn đó nhưng mà ABT thì nó nó tăng sau xíu thôi thì con này tăng 132 phần trăm thì con kia cũng tăng hơn đúng 50 phần trăm rồi rồi xui thì sẽ chỉnh thôi xui thì chỉnh về đây đã chỉnh về đây trước khi muốn bay thêm test lại đỉnh cũ nhưng mà ABT thì mọi người thấy nè ABT từ 19 đô chứ 19 đô 19 đô về về 3 4 chín đô thì đang tăng tiếp nè đấy áp tốt vài ngày nữa tăng thôi không có gì gấp cả nó không phải là cùng hệ sinh thái nha nó sử dụng cùng một cái công nghệ nó cùng một cái công nghệ uh, nó cùng một cái công nghệ đó là công nghệ mu à nhưng mà những cái dự án mà trên hệ sinh thái của của ngon mà em mua được IDO con Solana tới bây giờ nó vẫn có một cái đợt unlock em nhớ là em mua đâu đó khoảng uh, 1.600 đô thì lần đầu tiên đã về bờ rồi và sau đó nó trả cho em thêm 5 lần nữa và mỗi lần em bán được 2.000 đô và bây giờ vẫn đang còn một lần nữa à đó trên hệ sinh thái của solar của của, của app tốt những dự án á nó nó khá là ngon uh, Mx sao giảm dữ vậy uh, lý do mở ít giảm á thì em sẽ có một vài lý do như sau thứ nhất đó, là mở ít giảm là do bây giờ nó thay đổi chính sách khi mà tham gia kickstarter đó là anh chị chỉ cần là hô mở trong vòng 24 giờ thôi còn lúc trước là anh chị muốn muốn tham gia kickstarter để nhận lại thì anh chị phải hô đâu đó, đó 30 ngày và tới ngày 31 anh chị mới được ha ngày 31 anh chị mới được phép để tham gia kickstarter nhưng mà bây giờ À, anh chỉ cần hâu 24 giờ thôi qua ngày hôm sau là anh chị được tham gia Kickstarter rồi Thì nó sẽ có một cái điều như vậy nè Là những cái người á người Những holder mở ích họ không có niềm tin nữa Nên là họ xả thôi Tại vì họ muốn tham gia thì bây giờ giai đoạn này không ngon Lời là bán thôi Đó như vậy ha Ờ à rồi atom đúng không Atom thì Atom nó như đốt vậy. <laughs> Thực sự atom như đốt <laughs> Nhưng mà yên tâm đi sắp bay rồi. Đây atom thì atom sắp bay rồi, yên tâm. Đây mình nghĩ atom như đốt Yên tâm đi sắp sắp bay, không sao cả cứ ngồi im là được ngồi im là tiền sẽ tới giai đoạn này đừng nhảy lung tung giai đoạn này anh chỉ càng nhảy lung tung anh chỉ càng mất tiền thôi Ở saga mới bơm à, mới có một cú bơm à. và nó đang tích lũy uh, đang 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 dập dịu vùng này uh, thì uh, chạc này cũng mới quá thực sự luôn nhưng mà đang sống tăng mà cứ tự tin lên cứ tự tin lên vùng này đi đang sống tăng tự tin Atom ngon mà Atom đem stack, đem stack đi để nhận euro. ha à. à, nãy giờ like cũng cũng khá lâu đúng không anh chị Like khá lâu rồi, gần một tiếng rồi chắc em kết thúc tại đây ha. À, mai mốt về là like tiếp. À, em cũng tranh thủ tranh thủ sắp xếp thời gian ha. À, rồi, thì em sẽ kết thúc buổi like tại đây ha. À, và anh chị nào mình có câu hỏi thì mình cứ comment bên dưới em đọc rồi em sẽ à, làm video cũng được. À và anh chị nào muốn 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 tham gia future, chơi future thì em có một cái nhóm tín hiệu future nè. Uh, tín hiệu future. Và đây. Tín tín hiệu future ha. Ủa không cho xe à. Tín hiệu future em để bên dưới link á, anh chị nào muốn chơi future thì thì vào vào ha. Ờ, có nhóm channel nữa anh chị nào mình update thông tin mình có hay vào đó ha thì buổi live em sẽ kết thúc tại đây ha và hẹn gặp lại anh chị ở những buổi live lần sau